Hôm nay Lina xin giới thiệu đến anh chị em và các bạn một món ăn rất là dễ làm và với thành phần nguyên liệu dễ tìm, đó là món bánh mì nướng bơ. Ở đây mình có một ổ bánh mì, rồi đây là bơ. Bơ thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Đường. Về bơ và đường thì sẽ không có lưu lượng nhất định. Hãy mình thích ăn ngọt và ăn béo nhiều thì mình cho nhiều, còn mình không thích ăn ngọt, không thích ăn béo thì mình cho ít. Bánh mì thì mình sẽ cắt ra thành từng lát. Mình cắt mỏng thôi. Đây. Mình đừng cắt dày quá. Mình nướng lên cái ăn nó khô, nó cứng lắm. Đây, và mình cắt ra được một thau bánh mì như thế này. Mình cho bơ ra tô. Rồi mình trộn chung với đường. Và bây giờ mình quết bơ đường lên bánh mì. Xíp vào trong khay luôn. Ở bên kia thì mình đã mở cái lò nướng lên cho nó nóng sẵn rồi. Rồi sau khi quết bơ xong thì mình sẽ nêm đi nướng ở 360 độ F. Đó, mình nướng được 20 phút. Bánh mì của mình nó vàng ươm luôn. Rồi mình sẽ để cho thật là nguội trước khi mà mình cho vào trong hộp. Đây, dòng rụm vàng ươm luôn. Ngon chưa nè các bạn ơi. Món ăn này rất là dễ làm luôn ha. Hôm nào mà nhà của mình mua bánh mì nhiều quá đó, mình ăn không có hết, thì mình tận dụng để mình làm cái món ăn này. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi thì mình đã có thêm được một món ăn mới nữa để dành ăn chơi rất là ngon. Mà Lina nhắc lại là mình sẽ nướng ở 360 độ F trong vòng 20 phút. Mình ăn thử ha. Đó, giòn rụm luôn. Nếu anh chị em và các bạn thích món bánh này thì bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình. Và nhớ bấm chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà mình có món ăn mới. Cảm ơn anh chị em và các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.